chào cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Lan Thái miền Tây. Hôm nay Lan tiếp tục chia sẻ một món nữa nè. Món này là món chè bánh lọt xưng sa hạt lựu. Ly nhìn như thế này, màu sắc lại đẹp nữa, ngon lắm cô chú anh chị em và các bạn ơi. Nếu như thấy có thích thì hãy vào bếp cùng làm chung với Lan món bánh lọt xưng sa ngày hôm nay. Trên đây là những cái thành phần nguyên liệu để Lan làm ra được cái món ngon cho gia đình của mình. Lá dứa thì phần lá dứa Lan có là 200g, Lan đã đem đi xay, xay lấy là 900ml nước. Bột thì Lan sử dụng hai loại bột, đó là bột năng, bột gạo và thêm một ít bột rau câu. Rồi bây giờ Lan sẽ đem đi pha bột trước. Lan cho vào cái son này là 100g bột gạo. Còn đây là 200g bột năng, cho vào luôn. Với cái cách làm này và công thức này thì bánh mình nó ra rất là ngon, không có bị cứng, không có bị nở, mềm, dẻo. Hôm trước Lan có chia sẻ cái video, nhiều video rồi, nhưng mà đó là dai. Còn hôm nay là mình là vừa dai nè, vừa dẻo nè, có độ trơn, độ giòn. Thì Lan sẽ thêm vào đây là nửa muỗng cà phê rau câu. Thì cái bánh lọt của mình nó sẽ láng hơn nha. Đây là cái nửa muỗng. Rồi, tiếp tục 1/4 muỗng cà phê muối. Nước cốt lá dứa xay ra lấy 900ml. Như vậy là cái công thức của mình rất là đơn giản: 100g bột gạo, 200g bột năng, nửa muỗng cà phê bột rau câu. Rồi như vậy là mình 3 phần nước là 900ml nước. Nước lá dứa nha. Màu rất là đẹp luôn. Lá dứa tươi thì các bạn xay ra thì cái màu nó rất là đẹp. Còn như là lá dứa mà non hoặc là đông đá thì cái màu nó khác nữa. Rồi Lan sẽ khuấy đều lên để sang qua một bên. Cái này thì hôm nay gia đình Lan đang làm liền, đang ăn liền, cho nên Lan sẽ làm liền. Còn bạn nào không gấp nữa thì mình sẽ giữ vào tủ lạnh, mình ngâm nó một vài tiếng thì bánh mình nó sẽ nở bột ra hơn. Lan sẽ cho nó vào bên đây nha. Bây giờ Lan tiếp tục sẽ đem những cái thành phần khác. Lan sẽ nấu rau câu. Thì hôm nay là cái bánh của mình là xưng sa hạt lựu rau câu. Thì ở đây Lan lấy là 1 muỗng canh rau câu. Sau đó Lan lấy 300ml nước lạnh. Mình sẽ một chút xíu sẽ đem đi nấu luôn. Kế đến là cái phần đường và nước cốt dừa. Đường thì Lan có là 200g. Cũng lấy 300ml nước. Hai cái phần này thì rất là đơn giản, bạn nào cũng đã biết rồi. Mà để cho tiện các bạn nhìn xem Lan làm như thế nào thì Lan sẽ quay luôn. Đây là nước cốt dừa. Lon nước cốt dừa mình chỉ cứ việc đổ ra rồi hâm nóng lên. Không bỏ bột, không bỏ đường, không bỏ muối gì hết. Kế đến là cái phần hạt lựu và cái phần màu để mình làm hạt lựu. Hạt lựu thì Lan sẽ sử dụng là cái củ năng này. Bây giờ Lan sẽ gọt ra cái phần củ năng sau khi gọt vỏ rồi cắt hạt lựu, rửa cho thật là sạch. Thu lại được 300g hạt củ năng. Rồi bây giờ Lan cho một ít màu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 giọt trước đi. Rồi mình trộn đều lên. Có một chút xíu nước đó, lúc mà mình gọt củ năng xong cái mình rửa lại đó, cho những cái nát vụn đó, nó trôi đi đó. Thì bây giờ chỉ còn là cái hình hạt lựu thôi. Trộn đều lên. Các bạn thấy màu mình vừa ý đó, thì được rồi. Còn như mà chưa thấy đẹp đó, thì mình thêm nữa. Như Lan chưa thấy đẹp nữa nè, Lan cho thêm 3 giọt nữa. Cái phần màu củ năng này thì mình có thể thay thế bằng màu xanh cũng được luôn.
Rồi, trộn đều lên hết như vậy. Sau đó các bạn lấy bột năng, mình sẽ gắt vào thôi, vừa gắt vừa trộn cho nó áo đều hết. Thì Lan mời các bạn sang qua cái bếp, bắt đầu mình đem đi nấu. Thì Lan cũng đã bắt lên bếp rồi, mình nấu lửa vừa vừa cho nó sôi lên thì tắt bếp. Đây là cái phần rau câu cũng vậy, bắt lên bếp mình mở lửa vừa thôi, cho nó sôi lên thì mình sẽ tắt bếp, không cần phải đổ ra chén. Mình để luôn nguyên cái nồi này, lấy luôn nguyên cái nồi này cho nó thành cái khuôn luôn. Rồi kế bên đây thì nước cốt dừa cũng đã bắt lên bếp, mở lửa vừa vừa thôi. Còn đây là cái nồi nước đang sôi. Bây giờ Lan sẽ bỏ cái phần hạt lựu vào để yên, chờ cho hạt lựu nó nổi lên hết, chín rồi Lan đem đi xả nước lạnh. Hạt lựu nè, sôi lên xong rồi mình xả qua nước lạnh liền. Bạn nhìn thấy cái màu rất là đẹp luôn nha. Rồi bây giờ Lan sẽ lấy lên cái nước đường hồi nãy mình nấu đó, mình sẽ bỏ vào cho cái tô, trộn đều lên chút xíu cho đừng có dính lại thôi. Còn bạn nào không thích thì mình cứ vẫn giữ nguyên, không sao hết. Theo thì Lan bắt cái nồi bột nè lên trên bếp, sau đó mình mở lửa số 5 thôi, trung bình ha. Rồi đứng mình khuấy, khuấy cho nó đều. Cô chú anh chị em và các bạn, cái bánh mình nó ngon hay không là nhờ vào trong cái khúc này, cho nên là mình không có bỏ đi mà cũng không có ngưng cái cây khuấy này. Mình ngưng lại thì bột nó sẽ chín ở phía dưới thì nó sẽ bị đóng cục á, mình bắt bánh nó không có láng, không có đẹp đó. Cho nên mình chịu khó khuấy mềm, dẻo, dai, láng là do khúc này. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào một muỗng canh dầu cho nó mịn hơn nữa. Khuấy nha, khuấy chừng khoảng từ 8 đến 10 phút thì mình sẽ ngưng. Bạn nào muốn ăn cho nó cứng thì nó hơi khô một chút xíu, còn nó mềm, nó dẻo thì mình khuấy cho nó đừng có nặng cái tay thì mình sẽ tắt bếp. Quan trọng cái khúc này nha. Mà không sao, lỡ mà làm mà có cứng á, thì mình cứ chế thêm một ít nước. Còn mà nhão quá thì mình khuấy nữa, khuấy cho nó ấm ấm lên, cho nó khô lại. Khuấy đúng 10 phút thì Lan nhắc xuống. Đây cô chú anh chị em và các bạn, mình tiếp tục đem ra ngoài rồi mình khuấy. Đó, nửa sống nửa chín là như thế này. Mình khuấy. Hôm nay cái công thức và cách chia sẻ này thì Lan không cần dùng máy luôn. Nó làm sao mà nó để lên nè, nó nhiễu nè nó. Như thế này, giọt giọt như thế này. Không có chảy ào ào mà cũng không có khó mà nhiễu xuống thì là bánh mình đạt rồi ha. Rồi bây giờ tiếp tục khuấy thêm chút xíu cho nó mịn nữa. Và Lan bỏ vào trong cái túi bắt bông kem, mình sẽ đem đi luộc. Thì cái cách này nó dễ hơn là mình khuấy chín, nặng không có ga đâu. Mình bắt cái nồi nước hoặc là cái chảo nước đều được hết. Rồi cái bột Lan đã bỏ vô trong cái túi bắt bông kem rồi. Ở phía trên này mình siết chặt cái tay là trong cái bột ha. Ở đây là cái bột còn nguyên, Lan chưa có cắt. Bây giờ Lan sẽ đem đi cắt đi cái phần đầu nhọn này. Mình dở đi cái nắp. Còn nước nó sôi chưa? Nước nó vừa sôi lên thì mình sẽ làm được. Đừng có quá sôi ủng ục mà cũng đừng có chưa có sôi thì bột mình nó chảy xuống nó bị nát ra. Rồi bây giờ Lan hạ xuống là nó tự động nó nhiễu đó, Lan không có bóp luôn đó. Đây, mình muốn dài thì mình làm dài, còn ngắn thì cứ để nghiêng như thế này, nó chạy tự động nó chạy. Còn muốn nó lẻ thì lấy cái ngón tay ngay chỗ này nè, bắt đầu mình bóp nè, dở cao lên bóp nó chạy nè. Đó, cái con lọt này nó hơi nhỏ, Lan sẽ cắt cho nó bự bự ra chút xíu nữa. Thì theo mình muốn ha, con lọt nhỏ hay là lớn. Đó, đó tự động thì nó nhiễu xuống, nó chỉ cái gì thôi. Dựng đứng lên thì nó sẽ dài hơn nè. Ra giọt giọt nhưng mà nó lâu lắm. Bây giờ mình sẽ làm lẹ thì bằng cách là lấy cái tay bóp ở chỗ này. Bắt đầu nó chảy xuống nè, chảy ào ào luôn. Cái màu xanh rất là đẹp luôn cô chú anh chị em và các bạn ơi. Đó, dễ lắm. Còn mình quậy chín rồi mình bóp á, không kịp á,
thì nó sẽ bị không có đẹp, không có láng. Đây, mình cứ tiếp tục mình làm cho nó hết cái bo này. Vẫn cái con lọc vẫn còn thấy nhỏ nữa nè, mình cắt thêm nha. Rồi, cho nó chạy xuống cho nó bự bự cho nó đẹp nè. Dở cao cao lên. Đây là Lan dựng cái bọc đứng, cái túi đứng đó. Còn nó nằm nghiêng thì nó như thế này. Đó. Ra rất là cái màu rất là đẹp mà hai cái đầu nó nhọn nữa. Mà nó dai. Rồi khúc này thì cô chú anh chị em và các bạn cũng đã biết rồi. Mình nổi lên, chín rồi thì mình vớt ra, bỏ vào thau nước lạnh hoặc là nước lá đều được hết, vì lúc này là an toàn luôn, nó đã chín rồi, không có sợ sống nữa. Chỉ cần bỏ ra một chút xíu thời gian thì có ngay cái món chè bánh lọt xương sa hạt lựu. Đây cô chú anh chị em và các bạn nhìn cái sợi bánh lọt của mình á, bỏ thêm một ít rau câu á, làm cái kiểu này thì nó sẽ nhìn thấy nó đẹp hơn, màu sắc lại đẹp mà nó không có bị bở ra nữa. Rồi mình ăn như thế nào, làm một ly chè bánh lọt xương sa hạt lựu ăn nha. Hạt lựu mình sẽ bỏ vào trong cái ly, ăn nhiều thì mình sẽ bỏ vào nhiều. Các bạn làm mà bán á, thì mình cũng có thể làm bằng cái cách này để ăn được ngon hơn và bỏ vào tủ lạnh được cũng được 3-4 hôm. Chứ còn mình làm bột thì ăn nó không có ngon ha. Sau đó mình cho cái phần xương sa. Xương sa thì Lan sắc cái sợi sợi cũng như là hộp vuông vuông. Thêm một ít nữa nè. Sau đó cái phần bánh lọt mình cho nó vào luôn. Thích ăn bánh lọt nhiều thì mình cho thêm một ít nữa. Rồi kế đến này mình cho cái phần nước đường vào trước nha. Đây nước đường nấu nè, để nguội. Mình cho một giá thì khoảng là 50ml. Và đến nước cốt dừa. Hấp dẫn luôn. Cô chú anh chị em và các bạn nào có thấy thích thì làm món này cho gia đình mình ăn nha. Ngày mới Lan chúc cho cô chú anh chị em và các bạn luôn luôn có nhiều món ăn ngon và mạnh khỏe. Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Lan rất nhiều. Lan tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.